Chiều mùng 3 tháng 10, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin tình hình kinh tế xã hội quý 3 năm 2024. Tại buổi họp báo, nhiều thắc mắc đã được đưa ra liên quan đến việc san lấp 6.500 m2 hồ Đồng Đa mà dư luận phản ánh trong thời gian vừa qua. Việc thu hồi là 4.200 m2 bán đảo hồ Đồng Đa để làm không gian công cộng. Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Hải, Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận Đồng Đa cho biết, dự án cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cảnh quan đô thị hồ Đồng Đa được thực hiện theo đúng quy định, chủ trương của thành phố, việc cải tạo hồ đống đa phù hợp xu thế phát triển chung đáp ứng được nhu cầu nhân dân địa phương ông khẳng định việc cải tạo hồ đống đa tuân thủ nguyên tắc không làm thay đổi diện tích dung tích hồ liên quan đến việc san lấp tạm thời 6.500 mét vuông hồ đống đa ông hải cho biết đây chỉ là biện pháp tổ chức thi công chứ không phải lấp hồ theo đó ông hải cho biết trước khi triển khai thi công công trình ủy ban nhân dân quận đống đa đã được sở xây dựng hướng dẫn thống nhất biện pháp thi công đại diện ủy ban nhân dân quận đống đa cho biết sau khi thi công sẽ hoàn trả thanh thải, nạo vét, đảm bảo cao độ đáy hồ theo hiện trạng và được nghiệm thu trước khi chuyển sang phần đoạn tiếp theo. Tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa cũng cho biết đã làm việc với công ty cổ phần đầu tư phát triển Hà Thủy, công ty Hà Thủy và đề nghị công ty cải tạo bán đảo hồ và phần diện tích đất đã được thành phố cho thuê nhằm đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật cảnh quan đô thị dự án của quận đang triển khai. Về vấn đề này, ông Trương Việt Dũng, tránh văn phòng, người phát ngôn của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị quận Đống Đa công khai ngay các thông tin liên quan đến dự án này để báo chí và người dân được biết.